bạn nhỏ, rất vui được gặp các em trong chương trình khoa giáo dành cho thiếu nhi do phòng văn nghệ giải trí Đài Phát thanh Truyền hình thực hiện. Các bạn nhỏ thân mến, ở những chương trình trước thì chúng mình đã được tập những điệu múa này, được các thầy cô giáo hướng dẫn chúng mình làm đồ chơi, và không biết chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến điều thú vị gì cho chúng mình. Chúng mình hãy cùng gặp gỡ các bạn nhỏ đến từ trường mầm non Liên Cơ, thành phố Thái Nguyên và cô giáo ở đây để xem ngày hôm nay điều thú vị ấy là gì nhé. Cô xin chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô Vân, là giáo viên ở trường mầm non Liên Cơ, thành phố Thái Nguyên, thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các con thân mến, ngày hôm nay cô Vân đã chuẩn bị rất là nhiều đồ dùng để chuẩn bị cho thí nghiệm trứng chìm trứng nổi. Vậy để biết thí nghiệm này cần những đồ dùng gì, các con hãy cùng quan sát nhé. Đầu tiên, cô chuẩn bị đó là một ca nước đầy và hai chiếc cốc. Trên mỗi chiếc cốc này, cô có dán một vạch, đó là vạch màu vàng, và đó là tiếp theo đó là vạch màu cam. Và một hộp muối. Một rổ trứng. Và một chiếc thìa. Và cả khăn tay nữa nhé. Và bây giờ chúng ta đã có đầy đủ các dụng cụ rồi đúng không nào? Các con hãy cùng quan sát xem cô Vân thực hiện như thế nào nhé. Đầu tiên, cô cầm tay phải và cầm chiếc can đấy lên, tay trái đỡ lấy đáy bình. Cô dùng cốc màu vàng để rót nước. Chúng mình chú ý rót thật từ từ nhé. Cô đã rót được đầy nước rồi đấy. Chúng mình chú ý là rót đến vạch kẻ vàng này nhé. Các con ạ, chúng mình thấy nước có màu gì nào? À, nước có một màu, đó là màu trắng. Cô sẽ cùng ngửi này. Cô không thấy mùi gì. Và các con có thể uống. Và cũng không có vị gì cả. Nước có màu trắng, không mùi và không vị. Ngày hôm nay cô sẽ sử dụng một quả trứng. Quả trứng rất là dễ vỡ, chúng mình hãy cầm thật nhẹ tay nhé. Và để biết thí nghiệm này như thế nào, các con hãy cùng quan sát cô thả quả trứng vào cốc nước. Chúng mình cùng quan sát xem quả trứng có hiện tượng gì xảy ra nào. À, trong cốc nước này quả trứng đã chìm xuống rồi đấy. Cô tiếp tục sử dụng cốc nước thứ hai có vạch kẻ màu cam. Chúng mình làm tương tự nhé. Các con chú ý, khi rót nước vào cốc, chúng mình phải rót thật từ từ để nước không bị rơi nhé. Và cô đã rót được nước đến mực nước có vạch màu cam rồi đấy. Các bạn có biết đây là gì không? Đây chính là lọ muối cô đã chuẩn bị đấy. Để thực hiện trứng chìm trứng nổi, cô bắt đầu cho 7 thìa muối. Các con cùng đếm với cô nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Có tất cả là 7 thìa muối đấy các con ạ. Tiếp theo chúng mình cần sử dụng đó là chiếc thìa. Cô sẽ cùng ngoáy để hòa tan muối ở trong cốc nước này. Các con hãy cùng quan sát xem muối đang như thế nào đây nhở. Muối đang hòa tan ở trong nước. Các con chú ý là chúng mình phải ngoáy thật đều nhé.
Và bây giờ chúng mình cùng quan sát muối đã tan hết rồi đúng không nào? Cô sử dụng một quả trứng. Các con hãy cùng quan sát xem hiện tượng gì sẽ xảy ra nhé. Chúng mình hãy cùng quan sát hai cốc nước và chúng mình thấy cốc nước có muối, quả trứng đã nổi lên rồi đúng không nào? Các con có biết vì sao quả trứng lại nổi lên không? Đó chính là ở trong nước, muối được hòa tan và quả trứng đã nổi lên đấy. Một cốc nước đó là quả trứng chìm, một cốc nước là quả trứng nổi. Vậy các con đã biết cách để làm thí nghiệm trứng chìm trứng nổi chưa? Cô mong rằng chúng mình cũng sẽ làm thật tốt thí nghiệm này nhé! Chào tất cả các con, cô là cô Bắc, giáo viên trường mầm non Liên Cơ thành phố. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con dán đèn lồng để các con có thể trang trí vào các góc học tập của chúng mình nhé. Bây giờ cô sẽ cho chúng mình xem chiếc đèn mẫu mà cô Bắc đã làm nhé. Đây là chiếc đèn mà cô đã làm cho chúng mình. Để làm được chiếc đèn này, cô cần những vật liệu như sau. Đây là những nguyên liệu mà các con có thể chuẩn bị để làm chiếc đèn lồng như thế này nhá. Gồm có kéo, băng dính hai mặt và những chiếc giấy màu. Bây giờ chúng mình cùng quan sát cô làm mẫu nhá. Để làm được chiếc đèn lồng thì cô đã chuẩn bị một hình chữ nhật và rất nhiều các hình tròn nhỏ khác nhau. Cô đã gập sẵn các hình tròn nhỏ, hình chữ nhật, cô đã dán băng dính hai mặt. Nhiệm vụ của chúng mình là chúng mình sẽ bóc băng dính hai mặt ra. Bóc băng dính hai mặt ra này. Sau đó chúng mình sử dụng những hình tròn mà cô đã chuẩn bị sẵn. Đây là hình tròn đã cắt sẵn và cô Bắc sẽ gập vào. Chúng ta
sẽ có được một mép phẳng và sau đó dính lên băng dính hai mặt. Lần lượt cho đến khi hết tờ giấy. Khoảng cách giữa hai hình tròn với nhau là nửa đốt ngón tay nhé. Chúng ta sẽ xếp các hình tròn bằng các màu xen kẽ với nhau để cho chiếc đèn của chúng mình thêm được sinh động nhé. Cô đã vừa thực hiện xong mặt trước của chiếc đèn lồng rồi. Bây giờ cô sẽ bóc băng dính phía sau này. Và sử dụng một đoạn giấy mà cô đã cắt nhỏ làm tua rua ở phía dưới nhé. Cô gắn vào. Cô sẽ dùng giấy có cắt những vường viền nhỏ để gắn vào phía bên dưới của đèn lồng nhé. Sau đó cô gắn, tiếp theo cô sẽ uốn cong và nối hai đầu vào với nhau nhé để tạo thành đường, để tạo thành hình tròn. Cô đã làm thành chiếc đèn lồng rồi. Bây giờ chiếc đèn lồng thiếu gì nhỉ? À, thiếu một chiếc quai đúng không nào? Cô đã cắt một dải dài hình chữ nhật và có màu vàng và dính băng dính hai mặt ở hai đầu. Bây giờ cô sẽ bóc ra và gắn lên phía trên của chiếc đèn lồng nhé. Vậy là cô đã thực hiện xong chiếc đèn lồng rồi này. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn các con làm chiếc đèn lồng để trang trí cho các học tập của chúng mình rồi đấy. Bây giờ cô mời các con cùng các bạn lớp Hoa Cúc 4, trường Mầm Non Liên Cơ thành phố thực hiện làm chiếc đèn lồng nhé.